Đức Giảm Mục Phao Lô Lê Đắc Trọng, sinh ngày 15 tháng 6 năm 1918, tại xã Độ Đồng, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, thuộc giáo sứ Trân Xá, Tổng giáo phận Hà Nội. Ngày mùng 1 tháng 4 năm 1948, Ngài được phong chức linh mục tại Hà Nội. Từ năm 1968 đến năm 1981, cha Phao Lê Đắc Trọng được bổ nhiệm làm tổng đại diện Tổng giáo phận Hà Nội. Năm 1991, Ngài đảm trách vai trò giáo sư đại chủng viện năm 1992, làm phó giám đốc Đài chủng viện Thành Du, Xe Hà Nội. Ngày 23 tháng 3 năm 1994, Đức Giáo Hoàng Bộ Nhiệm Cha Phao Lê Đắc Trọng làm giám mục phụ tả Tổng giáo phận Hà Nội. Ngày 21 tháng 1 năm 2006, Tòa Thánh chấp thuận đơn từ nhiệm của Ngài vì lý do tuổi tác theo giáo luật. Ngày 7 tháng 9 năm 2009, Đức Cha Lê Đắc Trọng qua đời tại Bệnh viện Việt Đức Hà Nội, hưởng thọ 91 tuổi với 61 năm lên mục và 15 năm giảm một